chọn là trung tâm ca sinh thì mình cũng mua một số phần mềm cho con học, nhưng mà cũng thấy không có hiệu quả đấy. Và cuối cùng là mình cũng qua hỏi nhiều bạn bè, rồi là qua các trang mạng của cô Hà livestream trực tiếp và các video cô Hà gửi đấy, mình xem qua và mình cho con bắt đầu cho con nghe thử các video thì con rất là thích thú. Và cuối cùng là mình kết luận là đã đăng ký học tại trung tâm ca sinh. Và sau khi mà học được gần một năm, phải đến tầm khoảng tháng sáu này hoặc tháng bảy đấy, mình không nhớ rõ, là được tròn một năm, thì mình thấy là cái kết quả học tiếng Anh của con là tiến bộ rõ ràng luôn, rõ rệt luôn. Dù là bản thân mình là không biết gì tiếng Anh nhưng mình nghe con nói mình rất là thích. Cái khó khăn thứ nhất là con mình là học ở trường học thì là bản thân nhiều cô dạy tiếng Anh con nhưng mà không dạy con mà lại cho con ra học trung tâm đó, tức chứng tỏ rằng là cái đầu tiên về chuyên ngành, về chuyên môn thì mẹ em đã nhận xét, nhưng mà về cách phát âm thì thực sự là mẹ thấy là cũng không yên tâm cho lắm. Và khi nghe cô Hà mà trực tiếp nói trên video, mình rất thích cách phát âm của cô, rất thích luôn, rất mê luôn đấy đấy. Và khi con học con rất thích các cô ở trung tâm. Cái khó khăn của con là con trong cái môi trường, ngoài cái việc học ở trường, học ở Zoom trực tiếp trung tâm, thì sau cái thời gian đấy con phải tự học, không có môi trường để rèn luyện. Ví dụ như nếu mẹ biết này, hay là những người thân xung quanh biết này, thì sẽ nói cùng con hàng ngày, thì cái vốn từ vựng của con tăng lên rất là nhiều. Nhưng cái khó khăn còn đây là con phải tự học, tự rèn luyện. Từ khi học Zoom của cô Hà, mình không bao giờ biết mở máy Zoom cho đấy. Chỉ có tuần đầu tiên là mẹ gửi bài cho, và từ tuần thứ hai là tự gửi bài cho cô, tự nghe cô chất âm, rất là thăng hái, rất là thích thú luôn. Còn nữa là mình, dù mình không biết gì tiếng Anh, nhưng mình vẫn mở Facebook của cô Hà hay là những cái video hay mình lưu lại. Và mình yêu cầu trong thời gian hè, thời gian học thì mình yêu cầu một tuần 3 bài, nhưng trong thời gian hè là mình yêu cầu một tuần 1 bài để học các bài thuyết trình mà mình lưu ở trên Facebook về để cho con học. Và đặc biệt là theo mình biết là cái đặc điểm con tiếng Anh này là phải chăm chỉ. Mình nói con mình là tiếng Anh không phải chăm chỉ. Vì vậy con mình là mình sẽ cho con viết rất là nhiều. Cái giấy nháp là mình nói con là giấy nháp là phải nhiều hơn vở ghi. Vở ghi thì chỉ có bộ thôi, giấy nháp phải 90. Đây là một con học tốt tiếng Anh thì mình nói con như vậy. Nhưng mà mình cũng gặp nhiều phụ huynh, thì phụ huynh khen ngợi con mình rất nhiều, nói là sao con học tốt tiếng Anh thế. Thì mình cũng nói là phải cho nó nghe nhiều video, nhưng quan trọng nhất là phải tự giác nó mở nó nghe và đam mê. Phải đam mê cơ, thì lúc đấy nó mở nghe thì nó mới tiếp thu. Nếu như mà không đam mê mà không mở nghe thì cũng không tiếp thu được. Và nhiều lúc mà mẹ ngồi đấy thì mở nghe, nhưng mẹ đi chỗ khác lại mở chỗ khác chơi đấy. Muốn vậy thì mình phải dẫn dắt, phải truyền cảm hứng vào trong đầu cho con là việc học tiếng Anh nó quan trọng như thế nào đó. Chứ còn cứ bảo mày không học đi đấy rồi đánh ta không được, hay cứ ngồi kè kè là sao mình ngồi kè kè được. Cái quan trọng là phải tự ngồi kè kè, mình không thể nào ngồi được, mình có phải việc của mình rồi phải lo cho các bé khác nữa, chứ không thể nào ngồi. Cái quan trọng nhất, mấu chốt nhất để con học tốt tiếng Anh thì là phải tự lập, tự giác, chăm chỉ. Khi mà biết được cái trung tâm của cô Hà thì mình rất là yên tâm. Còn giờ đấy cứ để con tự học bài, trong tí con tự quay bài. Nhiều lúc là mình nhờ một số ông bà hay là bác mà công tác xa xa lớn tuổi đang biết tiếng Anh gọi video nói chuyện với con. Nhóm lúc nói chuyện mình phút luôn đấy, rất là mừng, bác rất là khen. Mà vốn từ trung tâm là các cô phát âm rất là tốt, con mình được cái là nó cũng trộm ví là thông minh, học rất là chăm. Và kèm thêm cái sự chăm chỉ nỗ lực của nó nữa thì lại còn làm gì càng tốt nữa, thích thú hơn. Trong năm học thì dường như là ở nhà 95% tiếng Anh, toán tiếng Việt là hoàn thành hết lớp rồi. Vâng. Từ cái học rất là nhanh thuộc, kể cả toán tiếng Việt không phải bằng được đứng đầu lớp rồi. Đó, tiếng phải là 95% học tiếng Anh nhưng mà vẫn đứng đầu lớp của toán và tiếng Việt, đúng không ạ? Vâng, tiếng Anh thì đứng đầu lớp, tiếng Anh đứng đầu lớp luôn, nên là tiếng Anh thì là đứng đầu rồi. Nhưng mà dành 95% thời gian học tiếng Anh, học toán tiếng Việt vẫn đứng đầu lớp, đúng không ạ? Vâng. Cái kết quả online mang lại thì nó có vượt ngoài mong đợi của chị không? Nói là mình rất đồng ý, mình rất là hài lòng. Mình rất là tin tưởng trung tâm và hy vọng rằng là trung tâm sẽ cố gắng là tiếp lửa thêm nhiều cho các con, để các con tốt hơn cái môn ngữ thứ hai này. Trước thì mình chỉ biết là quyển sách là bốc thôi. Cứ tưởng thế là đọc đúng rồi, nhưng mà khi mà nghe các con nói thì mình thích lắm. Rất là thích luôn. Đấy, hy vọng rằng là một vài năm tới ở trung tâm này càng phát triển hơn. Dạ. Mình mong muốn là mình học tốt tiếng Anh. Thì mình nói con mình là con ơi, con học tốt tiếng Anh nha, bao giờ vào trung tâm cô Hà làm nhé. Ó, chúng ta luôn. Nếu mà được như vậy thì tốt quá. Tại vì chính là thích lắm. Các bạn, thế nên là cũng rất là mong muốn là sau khi mà các bạn đi học xong thì trở về với trung tâm cô Hà thì quá tuyệt vời luôn ạ. Cũng rất là nhiều ba mẹ đã có ý tưởng như thế, và cô Hà rất mong là như thế luôn ạ.
Vâng ạ. Vừa rồi là mình cho ba đứa đi chơi thì cũng gặp một ba nuôi của mình. Vâng. Nói chuyện với giao tiếp tiếng Anh bằng với ba nuôi ở tiếng Anh. Vâng. Ba nuôi nhận xét luôn là con cho học trung tâm này là rất là tốt. Vâng. Vì các cô chuẩn là bên cha nói là chuẩn âm A B gì IPA ạ. Chuẩn IPA học rất tốt. Đẹp chứ. Vâng, chứ ba thấy nhiều trung tâm là ví dụ ba lấy ví dụ nhưng mà cô không phải cái chuyên ngành mẹ không phải cái chuyên ngành của nên nói ví dụ từ very thì ba nói đi nhiều người nó đọc là very gì gì đấy mà con đọc rất là tốt đấy, ba nói là như vậy. Thế nên là mình cũng rất yên tâm, tức là cứ gặp người thân của mình hay họ hàng của mình ai biết tiếng Anh mình cũng đều là yêu cầu con nói con giao tiếp, một từ đó người ta đều nhận xét là trung tâm là các cô dạy là chuẩn phát âm chuẩn tiếng Mỹ đấy, cái đấy là mình phải yên tâm. Thế là gặp phụ huynh mình đăng bài, nhiều phụ huynh nói và nhắn tin riêng đấy, khi mà khen ngợi nhắn tin riêng mà mình cũng nói và động viên cho người ta và người ta cũng đang tìm hiểu. Nhiều bạn bảo là sợ nhỏ quá ngồi học online là không có tự giác, mình bảo con mẹ phải động phải tạo cái động lực cho con, niềm đam mê cho con. Học online nó có rất nhiều cái thuận lợi, thứ nhất là trời mưa trời gió không mất công quá cũng nóng về, và đặc biệt ở đây là các cô trích âm một một và lúc nào đấy, kể cả con tìm hiểu những bài học bên ngoài con yêu cầu nhờ các cô trích âm cho con mà các cô đều trích âm nhiệt tình đấy, vì vậy là cái ngôn vốn cái từ vựng của con tăng lên rất là nhiều. Chứ học ở trung tâm là học xong rồi về cô chỉ sửa rồi nắm coi bài chỉ đưa bài tập rồi viết, nhưng thời gian mà đọc nói thì rất là khó. Quan trọng nhất là mình phải về nhà mình đọc nhiều viết nhiều. Vâng, vâng. Các cô dạy rồi nhưng mình phải đọc nhiều viết nhiều, và cái chỗ nào mình không hiểu mình trực tiếp mình hỏi các cô trích âm cho, các cô ở trung tâm trích âm rất là nhiệt tình. Nên từ đấy là con sẽ tăng cái vốn ngữ phát âm và vốn từ vựng lên ngay là sẽ khá là nhiều.